Do đó, để tăng cường kiểm soát các nguồn lây nhiễm này trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên đã quyết định thay đổi hình thức cách ly đối với những công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Theo đó, các công dân này sau khi được xét nghiệm âm tính với COVID-19 vẫn phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày trước khi về cách ly y tế tại nhà 14 ngày và được hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly. Đến nay, tỉnh Phú Yên đã đón được hơn 2.200 công dân Phú Yên về quê bằng xe khách, với những công dân phú yên ở hai tỉnh bình dương và đồng nai có mong muốn về quê sớm hơn nữa địa phương này đang triển khai kế hoạch đưa bà con về quê bằng phương tiện tàu hỏa